chắc là ngày xưa dùng trồng từ ngày xưa đến giờ chỉ có trồng và trồng. Trên này chắc là hải sản này ở ngoài đưa về chứ còn đồ rừng này nhiều đấy nhỉ. Trồng thì thôi. Xuyên đồi đi sang bên kia. Đây cầu sắt đây. Trên này là ươm tận cây giống này trồng lên trên đồi nhỉ. Tầm keo với đá sống. Ui, sàng, sàng đất. Nhiều nhà làm phết đấy. Cấp giống như cả cái huyện này vừa cũ này sao ấy. Có cả thôn Trường Yên Cẩm Hà đấy. Phải nói là nhìn trông đúng là trùng trùng điểm việc. Đá tư nhân. Đá tư nhân kiểu không phải là sản xuất không thấy đâu mà là kiểu là đá nghiền, đá 1, 2, 4, 6, đá đổ bê tông ấy. À. Mạt miếc.